Dạ hello, xin chào ông bà cô chú và các bạn nhé. Hôm nay hôm vô ở gần nhà mình xem cái điều phát sinh đang sale đất này các bạn, 5 bao 10 đồng. Bây giờ mình sẽ quay lại bà cô chú xem ai cần thì mua nha. Hôm nay mình thấy trong đây rất là nhiều luôn. Đây, chỗ này là đất nha các bạn, đang sale quá chừng luôn, 5 bao 10 đồng. Nếu như không sale là một bao tới 4 đồng mấy, 5 đồng lận đó. Nè, cái này á, mình trồng rau được, trồng cà chua, trồng cây ăn trái, cái gì cũng được hết trơn mà hơn 50% ớt luôn. Tại vì bình thường 4 đồng mấy, 5 đồng mà bây giờ còn có 2 đồng mà. Quá rẻ luôn các bạn ơi. Thì sơ qua một chút xíu đây nè, cho các bạn xem nha. Ai thích thì đi mua liền nha các bạn ơi. Trong ba cái loại cây chân chỗ này cái nào cũng đều 2 đồng một bao hết. Hôm nay hôm đi bô về cây giống rất nhiều luôn. Cái chỗ này là chanh trái màu vàng á các bạn, một cây 23 đồng nha. 22 đồng 99 với 23 đồng. Rất là nhiều chanh. Loại này nha các bạn, cái loại trái chùm này nè. 22 đồng. Nhiều lắm luôn. Còn cái này là blueberry, chậu có 13 đồng. Quá chừng trái luôn. Cái này mua về có trái ăn liền luôn các bạn ơi, coi nè. Thấy mê không? Cái này rẻ đó. Nè, trong đây cây nào cũng có trái hết trơn á, nhưng mà có trái ít trái nhiều, mình thấy ngay dân chỗ này trái nhiều nè. Nếu như ai muốn trồng blueberry thì đi lại đây sớm nha. Hôm nay là mười mấy tháng 4 rồi. Để em coi coi, bữa nay là 14 tháng 4 nha. Đi lại sớm thì còn những cái cây đang có trái. Họ ôm sao mà tốt quá. Ở trong đây một cái cây này 5 đồng mấy các bạn ơi. Rất là nhiều luôn. Cây ớt 5 đồng mấy nha. Nhưng mà mình ăn lâu quá các bạn. Có cái cây ớt này cái trái gì mà lạ quá. Mình lấy cây này cái. Cái trái ngộ quá ha. Để mình mua về mình ăn thử coi nó ngon không. Cây 6 đồng đó các bạn. Mình lấy thử một cây thôi. Còn cái cây ớt này, cây ớt gì cũng 6 đồng cây nè mà trái. Quá xa trái luôn kìa nè. Đẹp quá. Chùm này cũng đẹp nữa nè. Một cây cũng 6 đồng luôn. Thôi chắc mình lấy một cây nữa quá. Mê quá ha. Cái trái chùm màu đỏ này không biết ngon không, mua thử thì nếu nó ngon thì mình lấy giống, còn nếu không ngon thì mình coi như mình thí nghiệm 6 đồng thôi các bạn ha. Rồi mình sẽ lấy một cây nữa. Nè. Chùm đẹp quá. Rồi mình sẽ lấy hai cây này nha các bạn. Cà chua lớn này một cây 20 đồng, một chậu 20 đồng, đang có trái luôn, hoa rất là nhiều. Một chậu này 20 đồng mà mình thấy cái gốc đó, coi mấy cây mà tới 20 ta, có một cây mà các bạn ơi, một cây 20 đồng nha. Nhiều lắm, ở trong đây rất là nhiều luôn. Cây này cũng 19 đồng luôn. 19 đồng mấy như 20 đồng. Wow. Nhiều cà chua dễ sợ luôn. Cà chua này 10 đồng cây mà nó đang có trái rồi nè các bạn. Thích cưng quá nè. Cái cây này được nè. Thích cưng quá nè. Để mình cái này là mỗi một chậu một cây nha các bạn. Ôi họ ương sao hay quá à. Cây cà chua 10 đồng. Đang có trái quá chừng luôn nè. Thương á. Chao berry cũng có trái luôn. Để mình coi cây chao berry này chậu nhiêu. Sao mình không thấy giá tiền ở trên cái chậu chao berry này hả? 19 đồng các bạn. Chao berry này chậu 19 đồng. Rất là nhiều chậu luôn. Cà chua quá nhiều bông luôn. Có trái luôn. Cái bịch này nè các bạn, hôm nay ở trong Home Depot sale cho 15 đồng cho một bịch.
quá chừng rẻ luôn á, cái này 30 mấy đồng mà sale 15 đồng là coi như là 60 và sale ốp luôn á. Này các bạn xem, các bạn có cần cái này các bạn vô đây mua đi, cái này sale nhiều á. Hôm nay trong Home Depot nhiều 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 đồ sale lắm. Qua đây là hoa cẩm tú cầu. Mà mình nghĩ ở trong đây chắc có chuyên gia chăm sóc về hoa quá à. Tại mình đi quay nhiều cái nhà vườn giống như nông dân á, thì hoa với lá nó mới nhú nhú lên thôi. Nhưng mà đặc biệt ở trong mấy cái nursery á, thì họ đã ươm hoa lên quá chừng luôn. Cái này để mình coi cái bình này có bự không nữa các bạn. Cái bình này ở trong cái thân cây này nó có 6 nhánh. Cái chậu này nó cũng bự á. Ở trong đây mùa này á, mình thấy hoa không à chứ không có thấy lá gì. Cái bình cẩm tú cầu này nè đẹp lắm các bạn ơi. Kế đây là hoa màu tím, hoa này hoa gì mình cũng không biết tên luôn, quá chừng. Qua bên đây thì cái hoa treo ở trên cao này nè. À, các bạn có ai biết tên không cho mình xin cái tên của cái hoa này với, mình thấy đẹp lắm á mà mình không biết tên. Rồi mình quay sơ qua cho các bạn ngắm nha. Màu đỏ. Quá chừng đẹp luôn. Hoa giấy đẹp quá chừng bà con ơi. Cái chỗ này mình nhìn giá vô trong cái chậu thì bự nhỏ gì nó cũng 30 đồng hết trơn á. Mé nhỏ bên đây cũng 30. Mà cái cây bự kế một bên cũng 30 luôn. Màu tím đẹp quá. Cái hoa giấy này á, cũng dễ trồng các bạn, nó không chịu lạnh. Nhưng mà tới mùa đông á, mình đem vô trong cara mình để nó vẫn sống luôn các bạn. Nhà mình có mấy cây rồi mà mình thấy mình muốn mua nữa luôn. Cái này rẻ nè. Cái này là mình đi vô tuốt mé trong rồi mình thấy cái chanh này nó cũng 22 đồng mấy, 23 đồng. Mà mình thấy cái cây này nó cao hơn mé ngoài. Nó đã có trái rồi các bạn ơi. Mình nghĩ đây là cây chiết á. Có hoa có trái luôn. Chanh vàng chùm. Các bạn có đi nhớ đi vô tuốt bên trong nha. Ở bên trong này mình thấy cây nó đẹp hơn nè các bạn. Rất là nhiều luôn mà nó cao hơn nữa. Mà mình thấy đa số là cây đã có trái và có hoa. Dạ qua đây là cây bưởi. Cây bưởi này mình thấy nó rất là khỏe luôn, rất đẹp luôn. Thì ở trong chậu 3 ga lông, chiều cao khoảng 4 feet. Để mình quay sát cái tên cho các bạn xem nha. Đây nè, cái chữ này là cho cái bưởi các bạn, kêu là red food đó các bạn, red là bưởi đỏ. Mà cái này thì mình chưa ăn nhưng mà mình thấy nó về thì mình đi quay mình chia sẻ thôi. Rồi có bạn nào ăn rồi thì comment cho mình biết nha. Cây đang có hoa luôn các bạn. Cây đẹp quá. À, mình thấy mình nhìn qua mấy này cây đang có trái luôn các bạn. Nếu như các bạn muốn mua cây khỏe, cây đẹp thì các bạn đi vô sớm nha. Home Depot Camp Fairy. Thấy thích thiệt luôn đó, chỗ này cây chanh nè, có trái nhiều lắm các bạn. Cái này ai muốn trồng cây chanh màu vàng á, hồi lúc nó nhỏ gì đây thôi. Nhưng mà khi nó chín rồi nó có màu vàng rất đẹp luôn các bạn ơi. Nếu các bạn thích trồng á thì đi vô đây mua cái cây cây chanh này nha. Quá rẻ luôn á. Đẹp quá chừng đẹp luôn. Ở bên đây là cây lớn, còn mé trong là cây nhỏ nha các bạn. Bưởi cũng vậy, bưởi cũng đang có hoa có bông luôn. Mà bưởi với chanh á mình rất là dễ chăm sóc luôn á, nó mạnh hơn những cái loại khác các bạn. Bưởi chanh tắc rồi nó quýt rồi đó. Là nó cái chịu lạnh, cái độ lạnh của nó rất là hay luôn. Cái mé trong này á, là mình thấy đa số là hình như nhiều cây đã có hoa và có trái á. Mà cao cao cây đẹp thiệt các bạn nhớ nha, nhớ mình dặn nhớ đi vô mé bên trong nha các bạn. Để mình quay cái hình rồi mình quay cái giá lại nữa cho các bạn xem, hồi nãy giờ mình nói không á. Cái này là cho cây bưởi nha các bạn. Coi như là 47 đồng một cây bưởi. Giá này cũng rẻ luôn nữa các bạn. Qua đây là cây sung. Cây sung này mình thấy cái chậu nó khoảng 3 ga lông, chiều cao khoảng 4-5 feet luôn. Cây gốc rất là khỏe nha các bạn. Bà con nhìn vô trong cái tán cây này, cái cây này rất đẹp luôn các bạn ơi. Cái này có giá cho 35 đồng.
35 đồng mà các bạn nhìn cái gốc này nè. Quá chừng bự luôn. Các bạn mua cây các bạn cũng nên lựa cái gốc nha. Cái gốc nó lớn thì cây nó tốt nha các bạn. Mình đang ngồi là mình giải thích, mình nói với các bạn mua cây là cũng nên lựa cái gốc nó khỏe thì cây nó mới tốt. Thì mình nhìn lên trên cái ngọn đó các bạn. Có trái luôn các bạn ơi, thấy mê quá. Ôi ôi cây đẹp dễ sợ luôn. Cái cây sung này mình ăn tốt cho sức khỏe lắm đó các bạn. Cái cây cái trái này đó ở trong chợ họ bán 20 đồng cho một phao nha các bạn. Cái này mà các bạn nào chưa có đó thì đi lại mua một hai cây về trồng đi. Cái trái sung ăn ngon lắm. Hồi xưa đó là mình không biết. Cái mẹ mình đi gặp bạn á, bạn của mẹ mình nói xong á, bây giờ mình ăn mình thấy nó ngon á. Thì trong cái khu vườn của mình mua rất là nhiều loại sung ăn á, chị hạ đường á các bạn. Nếu mà nhà có ai đường cao nên mua một hai cây trồng nhé. Nhiều bạn chưa có trồng cái cây này thì cũng không biết nó có chịu lạnh được hay không. Cái cây này nó chịu lạnh rất giỏi nha bà con. Nhà mình trồng á, mùa rồi đó tuyết 2 3 bữa là không có xi nhê gì hết trơn, nó vẫn sống bình thường, nó chịu lạnh rất hay luôn các bạn. Chỗ này á, thì mình thấy cái cây này rất khỏe mà hình như cây nào cũng có trái hết trơn luôn. Cái thùng này á, họ làm ra để trồng cây trồng rau rồi đó các bạn, nhưng mà nó rất là mắc, mua không nổi đâu. Cái này nói chung ra là tiền nào của nấy, nó mắc nhưng mà cái này mình xài biết chừng nào mà cho nó hư. Qua là cây apple với cái cây đào long các bạn. Cây này bự lắm à, cao khoảng 8 feet. Một cây này cho 35 đồng. Cây rất là cao luôn. Qua đây là đất 0505. Ở trong cái vùng của mình ở với cái chợ Home Depot này mình đang đi là ở Kem Ferry Thác Xịt nha các bạn. Thì ở đây á, nhiều người Việt mình á, là xài cho cái đất 0505 này, cho nên mình đi quay vòng vòng á, thì mình thấy Home Depot nào cũng có cái đất 0505 này mà rất là nhiều luôn nha các bạn. Cái này trồng cho những cái cây lớn á, rất là tốt luôn. Ở trong đây nó có dăm cây, lá cây trong á. Hình như đa số mấy cái loại đất ở trong đây với cái loại dăm cây bào rồi đó là 5 bao cho 10 đồng nữa các bạn. Qua đây mình thấy Fortin Mít mà 2 bao 14 đồng. Thì thường thường là mình thấy cái chữ mà Fortin Mít thì nó rất là tốt. Nếu các bạn nào có cần thì đi vô mua nhanh nha các bạn. 2 bao cho 14 đồng nha. Đây nè các bạn ơi, mình đi vô mình quay xong á, mình mua được một cây bưởi. Cây bưởi mình để vô trong đó rồi, với 2 cây ớt. Giống ớt nhà mình thì rất là nhiều, nhưng mà mình thấy cái loại này nó đẹp quá, cho nên là mình mua về rồi cái đầu nửa mình ăn á các bạn. Cái ớt này nó đẹp quá thì mình mua mình ăn thử đi, nếu như mà nó ngon nó đấy thì mình lấy mình để giống, còn nếu như nó không ngon thì coi như mình trải nghiệm nha các bạn. Nè cái hình ớt rất là đẹp luôn, nó chín màu đỏ chùm 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 dơ lên trên trời á. Dạ, clip chia sẻ trong Home Depot sale đất với bưởi mới về các bạn. Tới đây em xin dừng clip. Xin chúc sức khỏe ông bà cô chú và các bạn. Xin hẹn gặp lại clip next time. Thank you, bye bye.